mây kẻ lại nhúng trề nói lão kiếm cơm thấy nghèo coi thể rách rôm rồi sao mới biết rách rơm của trời vì điên chưa đến cái thời nên còn ẩn dạng cho người cười chê từ đây sắp đến phạm thế con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng tới dần đến việc ngóng trông trách rằng trời phật không lòng từ bi Di Đà lục tử ráng ghi niệm cho tà quỷ giấy thì gian ra khuyên đừng xài phí xa qua ăn cần ở kiếm đắng mà lo tu đừng khinh những kẻ đuôi mù đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi đời nay xét tới xem lui chừng gặp tôi mùi ba tính biết thân tu hành sao được đức ân nhờ trời ban bố cho gần phật tiên nói ra trong giả chẳng yên điên gai chèo quế giáo miền lục châu tới đâu thì cũng như đâu thêm thảm thêm sầu lòng giả người xưa mà giả ai biết thì ưa tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ khi già lúc lại trẻ thơ giả quê giả dốt khắp trong thị thiền đi nhiều càng thảm càng phiền lên voi xuống vĩnh nào yên thân già tay chèo miệng lại hát ca ca cho ba tánh biết đời loạn ly A-di-đà Phật từ bi ở bên thiên trước chứng trí lòng này từ ngày thọ giao với thầy dẹp lòng dị kỷ đầy lòng yêu dân ngày nay chẳng kể tâm thân miệng cho ba tánh được gần bồng lai đời này vốn một lời hay khắp trong trần hạ mấy ai tu thiền đời này dành dứt làm chi tới việc ly kỳ cũng tha trôi sông thuyền đưa tiên cảnh ôm bồng mấy ai mà có thiện lòng theo đây lo làm việc tà tay bắt ngưu bắt cày đặng chúng làm ăn chừng đau niệm phật lanh xăng phật đâu chứng kiếp lòng người ác gian thấy đời mê mũi lầm than anh bà nói càng tội lỗi chinh ghê chữ tu không phải lời thầy mà không nhớ đánh đặng kề tiên ban nói nhiều trong giả sống sang cùng hết sống làng tàn ác nhiều hơn thầy chùa như thể cây sơn ngoài giá coi chắc khi trong thời mối ăn buồn thay cho lũ ác tăng làm điều vui thế cho hơi đau màu Di Đà Phật tổ thêm
rầu dần trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thanh chẳng liệu lấy thanh, tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Ba gia lầm lạc đáng thương, nên trước Phật đường thỏ lạnh giải dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo biến nhẹ xa gần người điên. Lâm buồn mượn lấy bút nghiêng, viết cho trần hạ bớt phiền đó tu. Thương đời chết chẳng kiếm xu, buồn cho ba tánh hết mồ tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khóc trong ba tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hay ốm hay đau, ráng tu đem đưa Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ hòa thâm, đặng cho ba tánh tịnh tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lê tứ được rành đường tu. Nay đã gần cuối mùa thu, hết ngủ tới dài công phu gần thành. Xác trần đạo lý chưa rành, mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở xích xiềng, dắt nhiều bá tánh gắn miền tiên bang. Không ham danh lợi giàu sang, mong cho bá tánh được nhàn tâm thân. Thương về chầu Phật tấu trần, cầu xin Phật tổ qua ban lần đức hơn. Nay đã bày tỏ nguồn cơn, cho trong trần hạ thiệt hơn có tường. Phật trời thấy khổ thời thương, muốn cho lễ thứ thường thường làm nhân. Đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm chớ sợ muộn lắm dân ôi. Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này đau đớn sầu bi. Tu hành tâm trí ráng trì, sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt giùm cho. Dương trần lâm chuyện đôi co, phải dẹp dĩ kỷ mà lo tu hành. Kể kinh tưởng niệm cho sanh, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đây đạo hạnh được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lễ tư bước vào đường tu. Xưa nay đạo hạnh quá lâu, ngày nay sáng tỏ đến bù ngày xưa. Mặc tình kẻ ghét người ưa, điên chẳng nói thừa lại với thư dân.
quán trường miệng nói gian ranh, mà tâm dính chặt không cần bụi nhớ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lấp mắt ngơ mới kỳ. Người đời lòng giả bất tri, trông cho làm bệnh dĩ kỳ nó coi. Dương gian chầu úp được voi, giấu đầu rồi lại cũng loài sao đuôi. Nói nhiều mà giả chẳng nguôi, diệt tụ ba tăng bắn lùi như tôm. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già ham muôn gái xinh, đến sao chẳng biết thân mình ra sao. Xác thân cọp sẽ béo vào, còn người tàn bao máu đào tung rơi. Tu hành hiền đức thanh thơi, ngài cha thảo chúa Phật trời cứu cho. Ba gia hại rắn mà lo, kiếm lão đưa đò nói chuyện quyền cơ. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tình tâm. Đến sau khổ hạnh khỏi lắm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biến bay, cả kia biến lỗi khổ này mới yên. Nhắc ra qua thảm quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân ly hết lu, khóc trong lễ thứ ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời thương. Nhắc ra thêm ghét trụ dương, ham mê đắc kỷ là phường bội gia. Hết gần điên lại nói xa, nói cho ba tâm biết mà người chi. Lời lành khuyên hãy gắn ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm khuya. Đừng ham làm dứt nách nia, ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Tu hành như thể ta trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưu sâu thì quả cũng thâm, ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghê. Hùm béo tây tưởng bọn bề, lại thêm mát thú mang xà rít to. Ba gia ai biết thì lo, gác tay dèm xịm đôi con ít gì. Hết đây rồi đến dĩ kỳ, siêu cao thuế nặng dậy thì thiết tha. Dân nay như thể không cha, chẳng ai dạy dỗ thật là thảm thương. Thứ này đến thứ minh dương, nơi chốn Phật đường mặt ngọc u ê. Cám thương trần hạ nhiều bề, bởi chứng tàn bao khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điền duyên,
ngày sau đến diễn lũy phiền suốt canh. Kể kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là dấu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ chưa biết vàng thao, đời sau kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, ba gia phải ráng biết rành đường tu. Thương ai ham vọng ham dù, cùng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như gia múc thêm mạng, lo tranh đoạt thù hèm với nhau. Đến chừng có ôm có đau, gian mồm niệm Phật Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngọng nói cò đây cũng làm thân. Tưởng rằng thân nó là chính, chẳng lo tu niệm cứ gình với điên. Nói ra trong dạ chẳng yên, bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nại tâm thân, nắng mưa chẳng quản tao tần ai hay. Chừng sao đến hỏi rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Lui thiền chèo quê tay gai, thuyền đi nước ngược đến đài Cù Lao. Xa xa chẳng biết làng nào, thiệt làng lòng khánh ít người nào tu. Tớ thầy liền giả đuôi mù, bèn đi ca hát kim xu dương trần. Ba gia tổ lại rần rần, trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nực cười trần hạ một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa buổi chợ đông, bài trò bán thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tửu đông dày, rồi mới ra bài hát diệt thiên cơ. Tới đây ba tấm làm ngơ, buồn chỗ lê thứ kiệt giờ ra đi. Lìa xa hồng ngữ một khi, thánh đường trực chỉ điên đi tân thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiệt sành thông lão đạo nho. Nhiều người xúm lại đôi co, chế lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời động tâm từ bi, điện chẳng bắt tì còn mắt diệt xa. Quang quang chân nọ bước ra, giáp rạch cả cái rồi ra ngoài giàm. Đoái nhìn mấy nọ trắng lam, điện ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sương bạc mờ mờ, thân an làng nọ vẫn nhờ bắp khoai. Giá người bán cá bằng nay, dân chúng ngày rài xúm lại mùa đông. Tới lui giá cả vừa xong, điện cũng bằng lòng cân đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngang cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười trần hạ lắm
hôi vàng cho ba tánh một hồi quá lâu. Thân già thức suốt canh thâu, nói cho Lê Thứ hoài đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết phui rồi, hoài thuyền trở lại bôi hồi sầu bi. Giá người tàn tật một khi, xuống giàn kinh sáng được thì chút vui. Một người nhà la hầm hôi, mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn qua kim cố một hồi, cùi xuống giữa vời châu đốc thẳng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông giả gái, không chồng đi bán cao tươi. Thấy dân ở chợ nực cười, xung nhau kêu ghẹo đánh cười gái tơ. Buồn đời lăng mã ngẩn ngơ, biến mất lên bờ liền giả cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chật chú thầy, nó thấy làm vậy cũng bắt ngại nghi. Xuống thuyền quay qua một khi, chèo lên vịnh tế vô thì núi sang. Đi ngang chẳng ghé chùa am, xuôi dòng núi sập đắng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u sù, cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghe rau viết gần xa, bồng lái thiên cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đạo ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Hay là tại lĩnh phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiến thấy thần tiên. Có người nói xeo nói xin, chủ muốn kiếm tiền nói gạt ba gian. Thoáng nghe lời nói thiết tha, rưng rưng nước mắt treo về mặt dưng. Tay chèo miệng cũng rau chân, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Nhắc lại đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đổ thừa trầm ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót ba gia. Bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mãi không. Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tình để lòng làm chi. Mặt dưng mất dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì giảm nao. Dồn xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Sông nước chảy dặm cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ngay nổi dậy phong ba, có con nhiệt thu nút mà người hung. Đến chừng thu ấy phục tùng ba già, mới biết người không là ai.
bây giờ phải chịu tiếng tai giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như màn nó bành thế, hay ráng đọc về của kẻ khùng điên. Khỏi vàng điên mới quay thuyền xuống miền cáo lanh lại phiền lòng thế. Tới đây ca hát ban đêm, ai có thù hèm chửi mắng cũng cam. Cho tiền cho bạc chẳng ham, quyết lòng giải dỗ dương trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng phủi rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trở về phong Mỹ một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch danh. Ghé chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bội hồi, khó đứng không ngồi thương xót ba gian. Kiến dạng làng nọ chẳng xa, kiếp mau tới đó vậy mà thử coi. Xứ này nhà cửa ít nói, mà trong dân sự nhiều người chân tu. Thấy người đói rách xin xu, ra tay cứu vớt đuôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ bổn bày, rõ ràng bên lức đã kề bên kia. Giá người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rộng việc thiên cơ.